cảm ơn quý vị và bây giờ chúng ta trở lại cái phần cuối của câu chuyện hôm nay với thầy phó tế Nguyễn Lệnh Sang đến từ Oklahoma và chúng tôi đang trao đổi về vấn đề pháp luật Hoa Kỳ thực dụng trong cái cuộc tuyển tập mà thầy đã viết và giới thiệu và đồng thời đó là trong lúc này đây thầy, thầy thầy đang đưa một cái thông điệp cho các bậc phụ huynh về vấn đề quan tâm tới con em của mình nhất là những em mà lỡ và phải vấn đề nghiện ngập ma túy thì đó là một trong những cái nguy cơ mà có thể làm cho một cái gia đình tan nát, một cái tương lai tan nát mà một con người tan nát nữa. Thì dù là có bị ở tù hay là có được thả ra hay như thế nào đi nữa thì cái ảnh hưởng của nó vẫn có thể không chấm dứt được. Vậy Phí đang muốn hỏi thầy. Là khi mà thầy viết cái pháp luật hoa kỳ thực dụng này đó thì tất nhiên cái thông điệp của thầy gửi ra cho những người đọc để hiểu về để hiểu thêm về pháp luật Hoa Kỳ để họ đừng có chủ quan. Họ đừng chủ quan để họ đừng có à phạm phải những cái lỗi lầm mà không nên có. Nhất là vấn đề giáo dục con cái. Thật ra là như cái câu chuyện của thầy nói lúc nãy là rất nhiều có nhiều cái 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 án oan khiên nó xảy ra cũng là do ma túy. Nhưng mà cũng có những cái án mà không phải do ma túy mà do cái con người tai ác nó xảy ra. Thì thưa quý vị, trước đây là Phiến Đăng đã có phỏng vấn nhà văn Chu Tắc Tiến và với cái cuốn sách mà anh giới thiệu về một cô tù phạm ở Oklahoma mà cô Vân là bị oan và bây giờ là bị trung thân không bao giờ được được xét lại. Thì đó là một cái án oan mà bây giờ mọi người ở trong cộng đồng Việt Nam mà nhất những người quan tâm là trong đó là anh Chu Tất Tiến đã vận động để mà xin cái quỹ pháp lý cho cô ấy. Thế nhưng thầy Sang là người trực tiếp đã gặp cái cô gái đúng này. Đó, dạ. Vậy thì thưa thầy, thầy có thể trình bày cái thế nào gọi là án oan? Nó như thế này, cô này đúng là án oan là có như là đối với pháp lý người ta nói là tình ngay mà lý giang. Vâng. Là vì cô ấy là tình ngay thật nhưng mà cái ra pháp lý thì phải là có vấn đề pháp lý à. mà phải là pháp lý phải rõ rệt phải có evidence thì con cô nó là nhân chứng cho cô ấy là cô đã ném đứa nhỏ xuống dưới đất làm cho đứa nhỏ nó bị vỡ sọ à, rồi sau ít lâu sau là nó chết là cái cái đứa con đó, đứa đó là cô làm babysit cô chơi thích ke mà là volunteer thôi nhưng mà cô vẫn phải chịu trách nhiệm về vấn đề pháp luật thì cuối cùng là người ta bê trên cái đứa con lúc đứa con nó, nó có 7 tuổi thôi thì nó bảo rằng là nó thấy mẹ nó ném đứa nhỏ đó xuống dưới đất nhưng mà thực ra là lý do là à, 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 xin lỗi à, tình ngay là thế này là cô có thể là trượt tay rồi cô đánh đứa nhỏ nó rơi nhưng mà cái đứa nhỏ đó nó đã đau trước khi mang gửi lại đó mà nó đã từng có giấy bác sĩ chứng nhận là nó đã đã bị nghe là, gọi là uh, damage về vấn đề không phải là trí óc nhưng mà đã từng rơi xuống đất rồi lại khá như vậy nhưng mà người ta không căn cứ vào cái chuyện quá khứ người ta cứ đổi hiện tại cái thứ nhất là vậy trong pháp luật có cái vấn đề xử mà uh, try by jury là xử bởi 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 thẩm đoàn một cái try on bench là do ông quan tòa thì bao giờ người ta ra số 10 người chín người chọn và nghĩa là try uh, by jury chứ không có try on bench bởi vì try on bench là ông quan tòa ông quyết định cái gì là quyền của ông rồi nhưng còn này cái này là do buổi thẩm đoàn, thẩm đoàn nó bỏ đó. phiếu thế thì cuối cùng người ta tin là thế này đứa nhỏ nó mới cứ 7 tuổi thôi nó thấy sao nói vậy thành nó nói là mẹ nó ném đó là một cái kẹt nhưng mà sau đó là tôi có cố vấn cho luật sư thì luật sư nó có nói là, là nó đến nó chụp hình và nó lần sau mà lần sau xử lần thứ hai đó cái cuộc đó là lần thứ hai thì nó hỏi nó là sao cháu thấy lúc nào lúc giờ cháu đang chơi game đang play game giống luật sư cũng lại còn chiếu cái phòng mà nó đang chơi game chứ nó ở đằng sau giống như là chị đang ở đằng trước cái này thì mà nó không có thấy là, ừ. nó không có thấy mà sau này nó là nó thấy mẹ. thì cuối cùng có gì đâu cuối cùng bồi thẩm đoàn hay là ông quan tòa ông nghĩ là cái đứa nhỏ nó mới có 7 tuổi nó nervous nó sợ quá nó, nó sợ quá giới... thì nó nói không có consistent vâng. không có đúng trước hay sau vẫn dị án là có là the, the first à, xin lỗi là murder uh, chưa đến là, là first degree nhưng mà second tức là coi như là, là coi như là một hình thức là cố tình giết đứa nhỏ nhưng mà chưa đến nỗi nặng lắm thì trung thân nhưng mà trung thân nó có hai loại một cái loại là for life without parole một cái là for life with parole nếu cô này có gọi là for life mà with parole đó, thì ngoài kia cô vẫn có thể có những cái vụ ân xá tiểu xá đại xá nhưng mà này, này không không được giảm. chết luôn không được giảm thành vì thế cho nên tôi mới giúp đỡ cho uh, tôi mới cố vấn thêm cho ông uh, uh, chủ Tát tiến là bây giờ là không phải là vấn đề appeal nữa bởi vì appeal đã nhiều lần rồi đã đi đến cái chỗ chốt rồi không có appeal nữa đúng rồi, đúng rồi. Mà, mà cái time nó nó, nó hết hạn rồi mình nó bay rồi dạ, nhưng không. mình có quyền nếu mà có tiền nhiều reopen case lại mở lại mở lại mở lại reopen case thì bây giờ đã đang chờ cái chuyện đó nếu mà có tiền bởi vì luật sư không bao giờ làm phi cả đó là một điểm chính nhất nhưng mà cái này reopen nó lại mắc very expensive vâng à. À, thưa quý vị cuộc đời thì luôn luôn có những cái sự bất ngờ luôn luôn có những cái kinh hoàng luôn luôn có những cái hạnh phúc hay luôn luôn có những cái ngạc nhiên trong cái hạnh phúc hoặc là bất ngờ trong sự đau khổ và cái người người tù mà Nguyễn Thị Vân mà thầy phó tế đã gặp và đã giúp đỡ cô ấy để đến với đạo Thiên Chúa thì cái người tù này lại là một người tù hoặc một người mẹ mà phải nói là bây giờ rất là sống khổ sở trong tù các bạn. thế nhưng mà bây giờ thầy nói về vấn đề mà pháp luật Hoa Kỳ đó thì thầy nhìn như thế nào về công cái công lý cái cân cán cân công lý của đất nước Hoa Kỳ này ngày nay? Dạ, nếu mà nói là ngày nay á thì nó khác với cái thời gian năm 1968 tôi sang đây có tính du học. bây giờ nó thay đổi rồi. Bây giờ là cái chế độ này là chế độ socialism, xã hội chủ nghĩa. Còn cái ngày xưa đó nó chỉ có riêng là Cộng Hòa và Dân Chủ mà thôi. Đấy. Thì Cộng Hòa ngày xưa nó cứ lo cho người nghèo nhiều quá, nó không có ba lăng. Còn cái anh Dân Chủ nó cứ cho lo cho người nghèo nhiều quá, còn cái anh lo cho người giàu. Nhưng mà anh nào cũng có lý hết, cái anh lo cho người giàu là nó muốn cho có công an việc làm thì chỉ có người giàu mới có tiền mở những cái hãng này hãng kia để cho người ta khỏi thất nghiệp nhưng mà không các anh dân chủ nó mà không những người nghèo nó không có đi làm được hay là gì đó vân vân thì đương nhiên là nó được ô phe phút tem được cái vấn đề giúp đỡ về tài chính rồi về vấn đề vật chất nữa thành ra đó là lý do mà hàng ngày xưa đó là lúc mà năm 1968 ấy, thì cái thằng này lo cho người giàu nhiều quá cái thằng này lo cho người nghèo nhiều quá nó không có ba lăng đó là một cái defect còn bây giờ đó thì cái này nó đổ cho là cái anh cộng hòa là cái là very conservative là lại muốn trở lại cái thời xưa còn cái anh này anh vẫn muốn như là ô oh, tôi ấy là mặc dầu là giống như ngày xưa tôi lo cho người nghèo nhưng mà bây giờ nó còn quá hơn nữa là tại vì nó là xã hội chủ nghĩa à. thành ra đấy cho nên là lý do đó mà cho nên nó vẫn có cái defect phách ở trong đó tuy nhiên cái vấn đề nghèo hay giàu ở đây không cần biết nhưng mà cái vấn đề là thưa chị anh giàu cũng như anh nghèo tất cả ai cũng có những cái cái khuyết điểm hết tuy nhiên đó là tôi chi chua với chị là luật pháp nói về luật pháp thì không có một cái gì gọi là tuyệt đối hết nó chỉ có tương đối thôi vâng. vậy thì tương đối như vậy là nước mỹ là number one về vấn đề là pháp luật vâng. number one rồi không có cái nước nào địch lại nó được hết vâng. thưa quý vị thầy phó tế nói theo cái nhận xét của thầy thầy nói number one nhưng mà nếu mà theo cái nhìn của phiến đăng number one của trước năm 19, à, năm 2020 yeah. thì nó là number one. Yeah. Thì sau 2020 thì chúng ta phải đặt cái câu hỏi. Phía Nam sẽ trở lại sau phần mà chúng ta nói chuyện về uh, cái vấn đề kể, cái cáng cân công lý của luật pháp Hoa Kỳ. À, thưa quý vị, phía Nam rất tiếc là chúng ta đã hết giờ và uh, phía Nam xin tạm ngừng chương trình nơi đây và mời quý vị theo dõi phần 2 vào chương trình kỳ tới và quý vị tiếp tục theo dõi các phần sau của chương trình Lido Sài Gòn TV. Xin cảm ơn quý vị.